sau đây xin nói sơ qua về lịch sử thành phố Thượng Hải. Trước khi thành lập thành phố Thượng Hải, Thượng Hải là một phần của huyện Tùng Giang thuộc phủ Tô Châu. Từ thời nhà Tống năm 960 tới 1279, Thượng Hải dần trở thành một hải cảng sầm uất, vượt lên trên vai trò chính trị là một địa phương thuộc huyện. Ngày nay, Tùng Giang là một quận thuộc thành phố Thượng Hải. Một bức tường thành được xây dựng năm 1953 sau Công Nguyên, thời điểm được xem như bắt đầu hình thành thành phố Thượng Hải. Tuy nhiên, trước thế kỷ thứ 19, Thượng Hải không được xem là thành phố lớn của Trung Hoa. Do đó, so với phần lớn của các thành phố khác của Trung Quốc, có rất ít công trình cổ tiêu biểu ở thành phố ngày nay. Một vài địa điểm văn hóa ít ỏi có thể thấy ở Thượng Hải ngày nay rất cổ kính và tiêu biểu thời Tam Quốc, do địa điểm này nằm trong trung tâm văn hóa lịch sử của Đông Âu. Trong thời kỳ Càn Long và nhà Thanh, Thượng Hải đã trở thành một cảng khu vực quan trọng của khu vực sông Trường Giang và sông Hoàng Phố. Thành phố cũng trở thành hải cảng chính của các tỉnh Giang Tô và Triết Giang. Gần đây, dù trao đổi mậu dịch với nước ngoài, thời kỳ này bị triều đình cấm. Một khu vực lịch sử quan trọng của thời kỳ này là Ngũ Giác Trường, là nền tảng của trung tâm thành phố. Khoảng cuối thời kỳ thời Càn Long, thập lục phố ngày nay là quận Hoàng Phố trở thành cảng lớn nhất ở Đông Á. Phía dưới và dòng sông chảy vào chảy ngang Thượng Hải. Và đây phái đoàn đang đứng xếp hàng mua vé để được vào trên cái tháp cả trăm tầng lầu để có thể xem coi thành phố Thượng Hải. Xin tiếp tục về thành phố Thượng Hải vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tầm quan trọng của Thượng Hải tăng lên nhanh chóng vào thế kỷ 19 do vị trí chiến lược của thành phố này ở cửa sông Dương Tử, khiến cho nó có vị trí lý tưởng để buôn bán với phương Tây. Trong cuộc chiến
tranh Nha Phiến thứ nhất vào đầu thế kỷ 19. Các lực lượng của Anh đã tạm thời chiếm giữ Thượng Hải. Cuộc chiến kết thúc năm 1842 với hòa ước Nam Kinh và kết quả là cảng nhượng quyền, trong đó có Thượng Hải, mở cửa cho các nước buôn bán. Hiệp ước Bogi được ký năm 1843 và Hiệp ước Wansha Trung Mỹ ký năm 1844 khiến cho phương Tây giành được có đặc quyền ngoại giao trên đất Trung Hoa và chính thức tồn tại cho đến năm 1944, nhưng về bản chất không có tồn tại từ cuối năm 1930. Từ những năm 20, cuối những năm 30 của thế kỷ 20, Thượng Hải được gọi là thành phố tội phạm. Các băng nhóm chiếm giữ quyền lực và điều hành các sòng bạc và các nhà thổ. Thái Bình Thiên Quốc nổ ra năm 1850 và 1853, Thượng Hải bị chiếm giữ bởi Tam Hoàng Hội, gọi là Small Sport Society. Các cuộc thanh trừng phá hủy các miền quê nhưng không đụng chạm đến các khu định cư của phương Tây. Mặc dù trước đó người Hoa bị cấm sống trong các khu định cư của người nước ngoài. Năm 1854, các quy định mới đã cho phép người Hoa được đến ở và giá đất tăng lên đáng kể. Trong năm 1854, cuộc họp thường niên đầu tiên của Hội đồng thành phố Thượng Hải đã họp. Hội đồng này được tạo ra để quản lý các khu định cư của dân ngoại quốc. Năm 1863, khu định cư của Anh tọa lạc dọc theo bờ tây sông Hoàng Phố, đến phía nam nhánh sông Tô Châu, và khu định cư người Mỹ tọa lạc ở bờ tây sông Hoàng Phố đến phía bắc của nhánh sông Tô Châu, sáp nhập với nhau thành khu định cư quốc tế. Người Pháp chọn lựa phương án ra khỏi Hội đồng thành phố Thượng Hải và thay vào đấy duy trì khu nhượng địa Pháp tọa lạc ở phía tây của khu định cư quốc tế. Thời kỳ này có một lượng lớn di dân từ châu Âu và Bắc Mỹ, những người tự gọi mình là Shinhai-lander. Chiến tranh Trung Nhật nổ ra năm 1894-1895, giành quyền kiểm soát Triều Tiên, gọi là Bắc Hàn, kết thúc bằng hiệp ước Shimonoseki, cùng với việc Nhật Bản nổi lên như là một cường quốc bổ sung ở Thượng Hải, và sau đó các cường quốc khác cũng noi theo gương. Trước mặt chúng ta nhìn từ trên cái tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương, phái đoàn được lên trên cái tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương đây cũng gần 60-70 tầng lầu, và nhìn từ trên nhìn xuống thì chúng ta thấy thành phố Thượng Hải toàn là những ngôi nhà lầu cao tầng và dọc theo trên con sông. Sắp tàn mà sao tình mình thêm chứa chan, siết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thơ sinh đã qua mất rồi, và chỉ còn lại anh với tôi, gắng trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây ra việc kinh kỳ, giây phút này hai đứa còn có đêm nay.
tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau, nhớ biên thư đôi chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu đương người em gái hậu phương. Chọc trời cao nhất ở thành phố và cũng là tháp cao nhất Trung Quốc đại lục, cao thứ 5 thế giới. Ngoài ra còn có các công trình kiến trúc nổi bật như tháp Minh Châu phương Đông và tháp Kim Mậu. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo trung tâm tài chánh Thượng Hải. Thượng Hải hoàn cầu Kim Dung trung tâm là một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng gián đoạn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Công việc xây dựng bắt đầu năm 1997, nhưng sau đó do khủng hoảng tài chánh châu Á cuối thập niên 1990 đã làm thay đổi thiết kế của tòa nhà. Tòa nhà cao 101 tầng này được công ty Cole Henderson Fox thiết kế. Nóc tòa nhà cao 492 thước, hoàn thành năm 2008 và sẽ là một trong những cao ốc cao nhất thế giới, cao hơn Đài Bắc 101 tầng và có lẽ cao hơn tháp Tự Do. Chi phí xây dựng tòa tháp do Shanghai World Financial Center này là 850 triệu đô la Mỹ. Trước mặt chúng ta đây là tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Đây là cái tháp tròn tròn, hai cái tròn tròn trước mặt đó là tháp cao nhất ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và ở đây là Henry Fan đang đứng ở trong cái tòa tháp truyền hình Minh Châu phương Đông để nhìn xuống nguyên cả thành phố Thượng Hải. Xin nói sơ về tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Là một tháp truyền hình lớn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tháp nằm ở quận Phổ Đông bên sông Hoàng Phố, đối diện ngoại thang. Tòa tháp này có kiểu giống Four Centum. Tháp này được Zhang Huang Cheng của công ty Shanghai Modern Architecture Design thiết kế. Việc xây dựng bắt đầu từ năm 1991 và hoàn thành năm 1995 với độ cao là 468 thước. Nó là tháp cao nhất châu Á và tháp cao thứ 3 thế giới. Tháp này tham gia Hiệp hội World Federation of Great Tower. Quả cầu của tháp. Tháp có một quả cầu to và nhỏ khác nhau. Hai quả lớn nhất dọc theo chiều dài của tháp có đường kính 50 ở phía dưới và phía đường kính 45 ở phía trên. Hai quả cầu này được nối với nhau bằng ba cột. Một cột có đường kính là 9 thước. Quãng cầu cao nhất có đường kính 14 thước. Toàn bộ công trình được chống đỡ bởi ba cột cắm dưới đất. Tháp có 3 tầng quan sát. Tầng cao nhất cao 350 thước. Các tầng thấp hơn là 263 thước và 90 thước. Có một nhà hàng xoay ở tầng cao 267 thước. Tháp cũng có căn phòng triển lãm, nhà hàng và mua sắm. Có 20 phòng khách sạn, gọi là khách sạn không gian giữa hai quả cầu lớn. Một cột anten truyền hình và truyền thanh cộng thêm cho tháp là 118 thước cao. Biểu tượng Trung Hoa trong thiết kế. Nhìn xa từ cầu Dương Phổ và cầu Nam Phổ trông giống như hai con rồng nhảy múa với các viên minh châu của tháp.
trên tầng tháp này có bán những đồ vật lưu niệm. Và đây trong phái đoàn quý cô bác cũng mua những bức tượng, những ngôi nhà trọc trời và những tấm thiệp để làm quà, vì quý vị đã bước được lên ngôi tháp cao nhất của Trung Quốc và là cao thứ ba trên thế giới. Xin nói tiếp về thành phố Thượng Hải. Thành phố Thượng Hải về giáo dục gồm có những trường đại học như sau: Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Phục Đán, Đại học Đồng Tế, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Học viện Âm nhạc Thượng Hải, Học viện Hí kịch Thượng Hải, Đại học Thượng Hải, Đại học Quân y số 2, Đại học Khoa học và Công nghiệp Hoa Đông, Học viện Chính trị và Pháp luật Hoa Đông, Đại học Đông Hoa, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải và Đại học Y khoa Thượng Hải. Ngay trong Thượng Hải, chúng ta đã được gần 15 trường đại học ở trong thành phố Thượng Hải. Đó là những trường đại học công lập. Ngoài ra còn có những trường đại học tư thục gồm có Học viện Kỹ thuật Ứng dụng Thượng Hải, Học viện Thương mại Lập tính Thượng Hải, Học viện Sam Đạt Thượng Hải, Học viện Đông Hải Thượng Hải, Học viện Công thương Quốc tế Trung Âu, Đại học Công nghiệp Thượng Hải số 2. Sở giao dịch hiện tại được thành lập tại ngày 26 tháng 11 năm 1990 và đi vào hoạt động ngày 19 tháng 12 năm 1990. Đây là một cơ quan hoạt động phi lợi nhuận được quản lý trực tiếp bởi Ủy ban Điều chỉnh Chứng khoán Trung Quốc. Nếu tính cả Sở giao dịch Hồng Kông nằm ở đặc khu hành chính Hồng Kông thì Sở giao dịch Hồng Kông là sở giao dịch chứng khoán lớn nhất. Trước khi phân kỳ, bước sau cho tàu đừng đi. Sẽ lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay tắt xe lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương sương. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đây, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi mình. Bao nhịp lối tình trăm nghìn mối trong theo một bóng. Quý vị cũng thấy trước mắt
thì tất cả con đường freeway chạy vào trong thành phố Thượng Hải rất là nhiều. Rất là nhiều tầng lầu của những hệ thống freeway được bắt qua bắt lại trên thành phố Thượng Hải. Thành phố Thượng Hải rất là đông dân, vì lý do đó mà hệ thống đường freeway rất là nhiều. Và chúng ta đã nhìn trên đó, có những cây cầu bắc ngang qua toàn là freeway không. Như chúng ta thấy có tới 2-3-4 tầng lầu freeway chạy song song trên các tòa nhà cao ốc tại Thượng Hải. Trụ sở ngân hàng Thượng Hải là một tòa nhà chọc trời 46 tầng ở khu phố đông của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Kenzo Tango Associates. Tòa nhà này hoàn thành năm 2005 với chiều cao tổng cộng là 252 thước và 108.000 thước vuông diện tích mặt bằng. Tòa nhà này đã xuất hiện trong bộ phim Địa vụ bất khả thi do ngôi sao Tom Cruise thủ vai chính. Trước mặt chúng ta, phái đoàn được hướng dẫn vào một trung tâm bán ngọc trai để được giới thiệu. Và đây là cơ sở ngọc trai lớn nhất tại Thượng Hải. Nơi đây cũng có được những vị nguyên thủ quốc gia như là Tổng thống Clinton cũng đến đây, hoặc là công chúa Diana cũng được đến đây. Chúng ta sẽ xem những cái hình của những vị nổi tiếng trên thế giới cũng ghé qua khu vực bán ngọc trai nổi tiếng của Trung Quốc tại Thượng Hải. Đây là hình công chúa Diana cũng ghé tại đây. Và đây là hình của ông bà Bush cha cũng ghé tại đây. Và đây là hình của bà Thatcher cũng ghé tại đây. Trước mặt chúng ta là sự biểu diễn để cho thấy ngọc trai được lấy ra từ trong con trai, và khi xẻ thịt ra thì đây là một hộp ngọc trai. Xin nói sơ về ngọc trai. Ngọc trai là một vật hình cầu cứng được một số loài vật tạo ra, chủ yếu là loài thân mềm như con trai. Ngọc trai được sử dụng làm đồ trang sức và cũng được tán thành bột để dùng trong mỹ phẩm. Ngọc trai được đánh giá là một loài đá quý và được nuôi và thu hoạch để làm đồ trang sức. Đặc điểm tự nhiên của ngọc trai. Độ bóng của ngọc trai phụ thuộc vào độ phản xạ và độ khúc xạ ánh sáng từ những lớp trong mờ và độ đẹp của hạt ngọc, tỷ lệ thuận với độ dày và nhiều của lớp trong mờ. Sự phát tán ngũ sắc mà một số ngọc tạo ra là do sự chồng chất lên nhau của các lớp liên tục nhau làm tán xạ ánh sáng chiếu vào bề mặt. Ngọc trai thường có màu trắng, đôi khi có màu kem hoặc phớt hồng, và có thể nhuộm màu vàng, xanh lá cây, nâu, tím hoặc đen. Ngọc trai nước ngọt và nước mặn. Ngọc trai gồm hai loại: trai sống ở nước ngọt và trai sống ở nước biển. Ngọc trai nước ngọt được loài trai sống ở hồ, sông và những nơi nước ngọt khác tạo ra. Phần lớn ngọc trai nuôi nước ngọt ngày nay được Trung Quốc sản xuất. Ngược lại, ngọc trai nước mặn được những con đẹp, hào, bao sống ở các vịnh biển tạo ra. Ngọc trai tự nhiên và ngọc trai nuôi. Quá trình tạo ngọc. Ngọc trai nuôi và ngọc trai tự nhiên khác nhau ở cách tạo ngọc một cách tự nhiên hay có sự can thiệp của con người. Trong cả hai, sự hình thành của ngọc trai như sau. Ngọc trai được hình thành bên trong thân thể loài nhuyễn thể, nghĩa là có lớp hai vỏ.
đây là cách phản xạ để tự chữa lành các vết thương của loài. Nhuyễn thể bằng cách tiết ra chất bao bọc dị vật bằng những lớp carbonate canxi CaCO3 dưới dạng chất arangonic hoặc là canxit. Cả hai dạng này dạng kết tinh của chất canxit được dính với nhau bởi một hợp chất hữu cơ giống chất sừng gọi là conchlin. Sự kết hợp của carbonate canxit và conchlin được gọi là xà cừ. Niềm tin thông thường rằng một hạt cát chui vào trong vỏ sẽ đóng vai trò của tác nhân kích thích tạo ngọc, nhưng trên thực tế thì sự kích thích đó thường hiếm khi xảy ra. Tác nhân kích thích điển hình thường là các chất hữu cơ, ký sinh trùng hoặc thậm chí những tổn hại làm chuyển chỗ lớp màng áo sang phần khác của thân thể con vật. Các vật lạ hoặc chất hữu cơ chui vào bên trong vỏ động vật thân mềm khi nó hé vỏ ra ăn hoặc hô hấp. Ngọc trai nuôi được tạo ra bằng cách cấy một miếng biểu mô màng áo cùng với các hột làm bằng vỏ trai đã chế tác thành hình dạng mong muốn. Ví dụ chính xác là loại trai cóc, vỏ rất dày khoảng 10mm hoặc hơn, và loại trai nước ngọt sống ở Mitsubishi được đưa vào bộ phận sinh dục của con trai bằng dụng cụ cấy đặc biệt và đưa theo hình dích dắt để con trai không thể đào thải và cấy được. Ngọc trai tự nhiên. Thành phần ngọc trai tự nhiên chủ yếu là xà cừ. Người ta cho rằng ngọc trai tự nhiên tạo ra do những điều kiện tình cờ khi có một vật lạ nhỏ bên ngoài hoặc hạt cát chui vào bên trong con sò trai và nằm luôn trong đó. Bị kích thích bởi vật lạ này, con trai tạo ra một lớp xà cừ bao bọc lấy hạt cát xâm nhập nó. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều năm và tạo ra viên ngọc. Ngọc trai nuôi. Ngọc trai có nhân và không nhân, hay có nhân mô và ngọc trai nhân tạo. Có thể phân biệt được với ngọc tự nhiên bằng cách kiểm tra X-quang. Nhân của hạt ngọc nuôi được tạo ra bởi con người, và viên ngọc có hình dáng của nhân mà người ta cấy vào. Sau khi viên hạt được người ta cấy vào con trai, sò sẽ tạo ra vài lớp xà cừ trên bề mặt viên hạt này trước khi nó được lấy ra 6 tháng sau đó. Khi được kiểm tra bằng X-quang, nhân của hạt ngọc nuôi sẽ lộ ra một cấu trúc khác với cấu trúc của ngọc tự nhiên. Nhân của viên ngọc nuôi sẽ lộ ra một tâm đạt, không có các vòng đồng tâm chồng lên nhau, trong khi nhân của ngọc trai tự nhiên gồm có các vòng xuyến chồng lên nhau. Một viên ngọc tự nhiên có tầm xà cừ, có tâm xà cừ đạt hoặc 100% trân châu. Ngọc tự nhiên cũng có hình dạng tự nhiên, kiểu viên hình tròn, hiếm khi thấy. Giá trị của ngọc trai tự nhiên. Ngọc trai tự nhiên có giá trị là loại đồ trang sức quý hiếm. Giá trị thật của ngọc trai tự nhiên tương đương với đá quý và phụ thuộc vào kích cỡ, hình dạng và chất lượng của hạt ngọc. Ngọc trai tự nhiên đang trở thành ngày càng hiếm hơn do người ta bắt trai và sò để nuôi. Do đó, cơ hội để mò ra ngọc trai tự nhiên ngày càng hiếm hoi. Phần lớn những viên ngọc tự nhiên được bán cho những nhà sưu tập và hiếm khi được dùng làm đồ trang sức như dây chuyền.
nguồn gốc của ngọc trai tự nhiên. Các loại ngọc trai tự nhiên trước đây được tìm thấy khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, việc sản xuất ngọc trai tự nhiên chỉ giới hạn ở các biển ngoài khơi Úc, cũng là một trong những nước duy trì đội tàu lặn mò trai ngọc. Các thợ lặn mò trai của người Úc lặn bắt những con sò ngọc trai để nuôi cấy ngọc trai. Mẻ sò ngọc trai bắt được tương tự như số sò được bắt thời mò sò tự nhiên trước đây. Do đó, đáng kể ngọc trai tự nhiên vẫn được tìm thấy ở vùng biển Ấn Độ Dương thuộc Úc. Các loại ngọc trai tự nhiên khác nhau. Ngọc trai đen thường gọi là ngọc trai đen Tahiti, được đánh giá cao vì chúng hiếm thấy. Việc sản xuất ngọc đen bằng nuôi cấy mang lại sản lượng thấp hơn và không thể sản xuất hàng loạt do loại sò trai này có sức khỏe kém, khó sống sót, và con sò trai thường đào thải vật lạ chui vào tự nhiên hay do con người cấy vào. Trước khi có trai ngọc nuôi, con trai đen hiếm hoi và được định giá rất cao với lý do đơn giản là con sò trai ít khi tạo ngọc ra đen, cũng như loại sò trai này hiếm khi tạo ngọc. Ngọc trai đen quý hơn ngọc trai nước ngọt Trung Quốc cũng như ngọc trai Nhật Bản, và Trung Quốc vì thế cũng có giá trị cao hơn. Viên ngọc trai lớn nhất. Viên ngọc trai lớn nhất từ thời Philippines vào năm 1934. Viên ngọc này nặng 6.4 kg. Khi nó được một người thợ lặn Hồi giáo Philippines vô danh tìm ra tại ngoài khơi đảo Palawan, sau này một người tù trưởng Palawan đã tặng cho ông Wilbur Rowell Cobb năm 1936 làm quà tặng để trả ơn đã cứu sống con trai mình. Đầu tiên viên ngọc này được gọi là trân châu của Thánh Allah, và tên chính thức của nó hiện nay là viên trân châu Lão Tử. Theo định giá năm 2006, viên trân châu này có giá trị là 61.850.000 đô la. Lịch sử về ngọc trai. Trước thế kỷ 20, mò ngọc trai là cách phổ biến nhất để thu hoạch ngọc trai. Các thợ lặn thường bắt sò trai từ đáy biển hoặc đáy sông và kiểm tra từng con một để tìm ngọc. Không phải tất cả sò trai tự nhiên đều tạo ra ngọc. Thông thường, một mẻ 3 tấn trai sò chỉ tìm được 3 hoặc 4 con có viên ngọc hoàn hảo. Việc mò ngọc ở Việt Nam được nhắc đến trong sử sách. Có lẽ nổi tiếng nhất được nêu trong tuyên bố độc lập Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Trong đó, Nguyễn Trãi đã tố cáo việc quân xâm lược nhà Minh đã bóc lột dân Việt Nam bằng việc bị buộc phải xuống biển mò ngọc trai để cống nộp cho nhà Minh. Tuy nhiên, ngày nay hầu như tất cả ngọc trai trang sức là ngọc trai nuôi. Thông thường vật lạ cấy vào con sò trai là mảnh vỏ con trai được đánh bóng cùng với một mảnh nhỏ mô của con trai khác vào cơ quan sinh dục của con trai để làm xúc tác tạo ngọc. Những con sò ngọc ở biển Nam và Tahiti thường sống sót qua lần khai thác ngọc đầu tiên và được cấy nhân tạo to hơn và được thả lại xuống nước thêm 2-3 năm nữa. Phương pháp sản xuất ngọc nuôi Mikimoto được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo vào giữa năm 1907 tới 1916, và công nghệ nuôi cấy này không được Mikimoto lấy bản quyền. Nhóm nghiên cứu do Nikishawa lãnh đạo
Nikisawa được cấp bản quyền công nghệ năm 1916. Sau khi bản quyền được cấp mất năm 1916, em trai là Tatsuhei là người đầu sản xuất lứa ngọc trai thương mại đầu tiên, tên là loại trai Akoya. Mitsubishi ngay lập tức áp dụng công nghệ này đối với loại trai Nam Hải năm 1917 ở Philippines và sau đó Bhutan và Palau. Mitsubishi là người đầu tiên sản xuất ngọc trai nuôi ở biển Nam, mặc dầu đến năm 1931 lứa ngọc trai thương mại đầu tiên mới được sản xuất thành công. Công nghệ này được áp dụng cho sản xuất thương mại loại ngọc đen Tahiti thập niên 1970. Dành cho khách du lịch. Và đây là một trong những nhà hàng chuyên dành cho khách du lịch. Những nhà hàng này rất là to lớn, có thể trên cả hàng trăm bàn ăn để dành cho khách du lịch từ khắp nơi đến. Sau đây xin tìm hiểu sơ qua về Trung Hoa Dân Quốc.
Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia thuộc Đông Á. Lãnh thổ của nó đã từng bao trùm toàn cõi Trung Quốc. Sau lệnh ngưng bắn tạm thời trong nội chiến Trung Quốc vào năm 1950, phe Cộng sản đã nắm quyền kiểm soát Trung Hoa Đại Lục. Hiện chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chỉ quản lý các đảo Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. Kể từ cuối năm 1990, Trung Hoa Dân Quốc thường được gọi là Đài Loan. Và kể từ cuối năm 1970, tên Trung Quốc đã được sử dụng nhiều hơn để chỉ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đại lục Trung Quốc. Vì những lý do chính trị, Trung Hoa Dân Quốc đôi khi còn được cải tổ chức quốc tế gọi là Trung Hoa Đài Bắc. Trung Hoa Dân Quốc được thành lập 1912, thay thế nhà Thanh. Triều đại cuối cùng của Trung Quốc và kết thúc trên 2.000 năm chế độ phong kiến. Do đó, nó là nền Cộng hòa tồn tại lâu đời nhất tại Đông Á. Trong lúc chế độ này cầm quyền tại Trung Hoa Đại Lục, Trung Quốc bị nhiều thế lực tranh giành quyền lực, bị Nhật Bản xâm chiếm và cuối cùng lao vào một cuộc nội chiến. Cuộc nội chiến này tạm thời kết thúc năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Trung Hoa Đại Lục, trong khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát đảo Đài Loan và một số đảo khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố thành lập một quốc gia mới, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh năm 1949. Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan tiếp tục cho rằng nó là chính phủ chính thống của toàn bộ Trung Quốc. Việc này đã được hầu hết các nước trên thế giới công nhận. Cho đến cuối thập niên 1970, Đài Bắc được chọn làm thủ đô lâm thời. Trước mặt chúng ta, đây là một thành phố cổ trong thành phố Thượng Hải. Nhìn thật sự rất là đẹp, những mái ngói nhà cong, những kiểu rất là đẹp. Đây là khu thương mại chánh của Thượng Hải, nơi rất nhiều cửa hiệu buôn bán và khách đi bộ rất đông trong khu thương mại này. Và đây là trung tâm buôn bán cổ của thành phố Thượng Hải. Xin nói về vị thế chính trị của Đài Loan. Vị thế chính trị Đài Loan là một vấn đề tranh cãi. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố rằng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là bất hợp pháp và gọi nó là chính quyền Đài Loan. Tuyên bố này bị Trung Hoa Dân Quốc bác bỏ bởi họ tự coi mình là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Ban đầu, Quốc Dân Đảng nắm quyền ở Trung Hoa Dân Quốc tự tuyên bố mình là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn Trung Hoa. Dù hiện tại đa số người dân Đài Loan đã từ bỏ quan điểm đó, dù Trung Hoa Dân Quốc hiện dưới quyền lãnh đạo của vị tổng thống ủng hộ độc lập Trần Thủy Biển, thực tế chưa bao giờ tái tuyên bố chủ quyền với toàn bộ Trung Hoa, nhưng các biên giới quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc cũng chưa được vẽ lại và tuyên bố lãnh thổ còn chưa giải quyết xong từ thập niên 1940 cũng chưa được xem xét lại. Vì thế, các biên giới tuyên bố của Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục bao gồm cả lục địa Trung Quốc. Nhiều hòn đảo ngoài khơi Đài Loan, Ngoại Mông, Bắc Myanmar và Chuva thuộc lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, trong tình thế chính trị hiện nay, quan điểm này đã bị coi là lỗi thời và hiếm khi được đề cập. Không khí chính trị khá căng thẳng với khả năng xảy ra xung đột quân sự trong trường hợp Đài Loan có các hoạt động theo hướng độc lập hay hành động thống nhất.
chính sách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là sử dụng vũ lực để đảm bảo việc thống nhất. Nếu quá trình thống nhất trong hòa bình không thể diễn ra, như đã tuyên bố trong luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, như đã tuyên bố trong luật chống chia rẽ, và lý do này các căn cứ quân sự Trung Quốc luôn hiện diện ở bờ biển Phúc Kiến. Hoa Kỳ đã huấn luyện quân sự và bán vũ khí cho Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, tình thế giữ nguyên trạng hiện tại, như theo định nghĩa của Hoa Kỳ, được ủng hộ trên cơ sở để ý lẫn nhau giữa hai nước Trung Quốc. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được cho là sẽ không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực chống Đài Loan. Và Trung Hoa Dân Quốc sẽ có sự cẩn trọng trong việc điều phối mọi khía cạnh của các quan hệ xuyên eo biển. Cả hai sẽ kiềm chế tiến hành các hoạt động hay đưa ra những tuyên bố có thể đơn phương làm thay đổi vị thế Đài Loan. Bên trong Trung Hoa Dân Quốc, các ý kiến khác biệt giữa những người ủng hộ thống nhất và đại diện của Đảng Liên minh Toàn Lam và những người ủng hộ độc lập đại diện là các đảng thuộc Liên minh Toàn Lục, Quốc dân đảng, đảng lớn nhất trong Liên minh Toàn Lam, ủng hộ việc giữ nguyên trạng trong tương lai, không xác định với mục tiêu được tuyên bố duy nhất là thống nhất. Tuy nhiên, họ không ủng hộ việc thống nhất với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong tương lai gần, bởi một viễn ảnh như vậy sẽ không thể chấp nhận được với các thành viên của họ và những người dân. Mã Anh Cửu, cựu chủ tịch Quốc dân đảng và là người có triển vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, đã đặt tiêu chuẩn về mức độ dân chủ, phát triển kinh tế gần mức của Trung Hoa Dân Quốc để lục địa đạt tới trước khi việc thống nhất diễn ra. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, đảng lớn nhất trong Liên minh Toàn Lục, cũng ủng hộ việc giữ nguyên trạng bởi nguy cơ chọc giận Trung Hoa Nhân dân Trung Hoa là không thể chấp nhận đối với các thành viên của họ. Về phần mình, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dường như coi việc giữ lại cái tên Trung Hoa Dân Quốc còn dễ chịu hơn nhiều so với việc tuyên bố một nước Cộng hòa Đài Loan độc lập về pháp lý. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của phong trào ủng hộ độc lập Đài Loan, cái tên Đài Loan ngày càng được sử dụng nhiều trên chính hòn đảo này. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tuyên bố rằng bất kỳ một nỗ lực nào tại Đài Loan nhằm chính thức xóa bỏ chế độ Trung Hoa Dân Quốc và thay thế bằng một Cộng hòa Đài Loan sẽ dẫn tới nguy cơ đáp trả bằng biện pháp quân sự mạnh mẽ. Quan điểm hiện tại của Hoa Kỳ là vấn đề Đài Loan phải được giải quyết một cách hòa bình và hành động đơn phương của bất kỳ bên nào sẽ bị lên án. Cả việc vô cớ tấn công của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay một tuyên bố độc lập từ phía Đài Loan sẽ không thể chấp nhận. Cũng vì việc áp dụng chính sách một Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc chỉ có thể tham gia vào tổ chức quốc tế nơi họ không được công nhận như một quốc gia độc lập có chủ quyền. Năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc có tư cách đại diện cho toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và họ là một trong những quốc gia sáng lập cũng như là thành viên Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, năm 1971, việc thông qua nghị quyết 2758 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, nó bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thay thế. Kể từ năm 1992, Trung Hoa Dân Quốc luôn lặp lại đề nghị được gia nhập Liên Hiệp Quốc nhưng chưa hề thành công. Đa số thuộc thành viên gồm cả Hoa Kỳ không muốn bàn thảo về chính trị Trung Hoa Dân Quốc vì sợ gây trở ngại những quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, cả Hoa Kỳ và Nhật Bản
đều công khai ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc, xin trở thành quan sát viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Quan hệ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và những vấn đề liên quan về độc lập của Đài Loan và sự thống nhất với Trung Quốc vẫn tiếp tục là vấn đề thống trị trong chính trị. Tuy Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc về bất kỳ giải pháp riêng biệt nào, ý kiến của công chúng thay đổi rất nhiều khi câu chữ thị thay đổi một chút, việc phản ảnh sự phức tạp của ý kiến công chúng về.
của Trung Hoa Dân Quốc hay còn gọi là Đài Loan, ước tính khoảng 23.036.000 người, sống trên tổng diện tích khoảng 35.980 km², khiến nước này trở thành nước có mật độ dân số lớn thứ 12 trên thế giới, với mật độ là 640 người trên 1 km². 98% dân số Đài Loan là người Hán, trong khi chỉ có 2% là người bản xứ. Đại đa số 94% dân số theo Phật giáo, Đạo giáo và Khổng giáo, trong khi chưa tới 4.5% theo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Đài Loan đang trải qua giai đoạn giảm sinh với tăng trưởng dân số là 0.61% trong năm 2006. Ngôn ngữ quốc gia chính thức là tiếng phổ thông Trung Quốc, dù đa số dân chúng sử dụng tiếng Đài Loan, xuất xứ từ phương ngữ Mân Nam của tỉnh Phúc Kiến và Khách Gia. Những người nói tiếng Nhật Bản ngày càng hiếm, bởi thế hệ người già từng sống ở dưới thời cai trị Nhật Bản đã chết đi. Các ngôn ngữ bản xứ đang trên đà biến mất, bởi người bản xứ đã bị Hán hóa và bị chính phủ Đài Loan không gìn giữ các ngôn ngữ bản địa của Đài Loan. Và trước mặt chúng ta đây là toàn bộ một phần của thành phố Thượng Hải. Thành phố Thượng Hải rất tấp nập buôn bán, trong các ngõ hẻm, trong các đường phố đều là buôn bán. Và đây là chương trình du lịch và hành hương 8 ngày tại Trung Quốc được viên mãn từ ngày 14 tháng 3 2008 tới ngày 22 tháng 3 2008, đi qua các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Châu Châu, Hàng Châu và Vô Tích. Sau cùng, con là Henry Phan Phước Tài. Kính chúc quý vị trong phái đoàn hành hương và cùng tất cả quý vị Phật tử xa gần thâm tâm thường an lạc, phước trí trang nghiêm, bồ đề tâm bất thối chuyển, tu học tinh tấn và cầu mong giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào.